Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Vũ Cường Bông. Đây là cái hệ thống dàn phơi thông minh nhà mình. Hiện tại thì nó đang bị lỏng cái vít nở ở đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cái cách khắc phục lại cái vít nở mà đã bị lỏng. Vì nó lỏng cho nên là cái này, cái củ tời này của mình nó đã bị lỏng rồi các bạn này. Đấy, mình vừa tháo rồi. Tuy nhiên thì đây là cái nở này thì là cái nở cũ. Nếu mà chúng ta lắp vào đây vào cái dàn khoan này của mình ấy thì nó sẽ lại long ra. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cái cách mình khắc phục cái lỗ vít nở nó bị lỏng. Thì thứ nhất là mình sẽ vẫn dùng cái nở cũ vừa với cái lỗ khoan cũ các bạn nhé. Và mình sẽ cắt cái nở đôi này ra để mình chêm nó vào như thế này. Đấy. Mình đắp nó vào này để mình cho vào đây. Các bạn thấy không? Tức là mình sẽ cắt đôi cái nở một cái nở ra để mình tạo cái chêm. Sau đó mình sẽ dùng hai cái vít, mình bắt vít, mình khoan mà mình vít vào bên ngoài ấy, trước khi mình lắp cái vít chính này. Bây giờ mình sẽ thao tác để các bạn xem nhá. Đây các bạn này, đây là cái vít này, à đây là cái nở này. Sau rồi mình cắt đôi cái nở này ra thành hai cái miếng như này, mình ốp nó vào. Ôm nó vào đây. Sau đó mình sẽ đóng lại để chêm. Mình sẽ đóng lại quần nha. Thừa một tí thì chúng ta sẽ cắt ra đi. Mình tiếp tục mình sẽ dùng một cái vít con này để mình chêm bên ngoài trước khi mình vặn cái vít chính vào đây, cái vít của cái bộ tờ ấy. Cái này thì chỉ mục đích là để nó chêm chặt lại thôi. Đây này các bạn này, bạn thấy không? Đây là cái nở chính này, còn hai cái này dùng để chêm này, cái vít này mình cũng dùng để chêm này. Đấy, như vậy là mình đã sửa được cái lỗ vít nở sau khi nó đã quá trình sử dụng nó bị bong vữa, nó long ra. Thì nữa mình sẽ vặn chặt lại để cho các bạn xem nhá. Cái lỗ bên thứ hai này mình cũng làm như vậy, tuy nhiên cái lỗ bên thứ hai này thì nó bị bong, nó lỏng nhỏ ít hơn, cho nên mình chỉ chêm bằng một miếng thôi và một cái ốc vít. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái giá treo của cái tời quay này vào. Đây là cái bộ treo này, mình sẽ lắp vào đây này. Đấy. Bằng hai cái ốc vít nguyên bản của nó đây. Đấy, sau khi mình đã sửa lại cái lỗ vít nở nó bị lỏng, nó bị bong vữa, chóc vữa theo thời gian sử dụng ấy, thì bây giờ nó đã chắc chắn rồi. Mình sẽ lắp lại cái củ tời của cái dàn phơi. Bây giờ thì cái củ tời này của mình nó đã rất chắc chắn đấy các bạn ạ. Sau thời gian sử dụng mà vặn nhiều thì cái vít nở, cái lỗ vít nở bên trong này nó bị lỏng ra, vữa nó bị bong ra, nó lở hết ra thì nó đã bị lỏng leo. Sau khi mình chêm lại bằng hai cái bằng cái miếng chêm của cái vít nở mới và bằng hai cái vít nhỏ thì bây giờ nó đã rất chắc chắn rồi. Đây là một cái mẹo hay gia đình mình muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.